Bình loại Phật định cứ cánh cương cố và mặc nhau của Như Lai về chư Bồ Tát phạm hạnh để tu chứng liệu nghĩa ở quyền hai quyền quyền hai khi ngài khánh hỷ và các đại chúng nghe lời dạy bảo của Phật thì thân tâm của họ an nhiên, thân tâm của họ an nhiên, họ nhận ra rằng là từ vô thủy đến nay đã đánh mất bổn tâm của mình, thay vào đó họ nhận làm duyên trần và hình bóng của sự phân biệt. Bây giờ họ và hình bóng của sự phân biệt bây giờ họ đều khai ngộ, họ như những đứa trẻ sắp lạc bỗng nhiên gặp lại mẹ hiền. Họ chắp tay đảnh lễ, họ muốn nghe Như Lai, họ muốn nghe Như Lai hiển lộ tánh tương phản tánh tương phản của thân và tâm, cái gì là chân và cái gì là vọng, cái gì là thật và cái gì là giả, cái gì hình thành rồi hội diệt và cái gì bất sanh bất diệt, và cái gì bất sanh bất diệt. Lúc bấy giờ vua Thánh Quân thưa với Phật rằng là thưa Thế Tôn, trước khi được Phật chỉ dạy thì thời xưa con đã gặp ngồi đạo hát lãnh tiểu pháp và đặng thán bát tác tự cả hai đồng bảo với con rằng là thân này sau khi chết sẽ hoàn toàn đoạn diệt và đó gọi là tịch diệt. Tuy đã gặp Phật nhưng mà con vẫn hồi nghi, làm sao con có thể chứng biết cái tâm này không sanh không diệt. Bây giờ ở giữa đại chúng nơi đây, các vị hữu lậu thì đều muốn nghe Phật bảo đại phương, ta nay lại hồi về thân thể hiện tại của ông. Ta nay lại hồi về thân thể hiện tại của ông. Thân xác của ông là đồng với kim cang, thường trụ bất hội hay dễ biến đổi hư hội. Thưa Thế Tôn hiện tại thân con sẽ luôn biến đổi cho đến khi nào hội diệt. Đức Phật bảo này đại vương ông chưa từng này đại vương ông chưa từng trải qua hội diệt thì làm sao biết mình sẽ ông chưa từng trải qua hội diệt thì làm sao biết mình sẽ hội diệt chứ thưa Thế Tôn rằng là thân này của con là vô thường và sẽ biến đổi hư hội, mặc dù nó chưa từng hội diệt nhưng mà bây giờ con quan sát thì thấy rằng là từng niệm của con phải đi rồi niệm mới tiếp nối nhưng mà cũng chẳng trụ như lửa cháy thành tro rồi dần tiêu mất và hội diệt chẳng ngừng rồi dần tiêu mất và hội diệt chẳng ngừng qua đó là con biết rằng thân này cũng sẽ diệt tận, qua đó là con biết rằng thân này cũng sẽ diệt tận. Đức Phật bảo như thị đại vương ông nay đã già yếu lắm, nhan mạo bây giờ mà so với thời trẻ thơ thì như thế nào? Thưa Thế Tôn, khi con là một đứa trẻ ở thời xưa làn da trong mịn và tràn đầy năng lượng cho đến tuổi trưởng thành nhưng bây giờ ở lứa tuổi già suy, hình sắc khô héo
Lúa tuổi già suy hình sắc khô héo thì tinh thần lờ đờ, tóc bạc trắng da mặt nhăn nheo. Và y rằng không còn nhiều thời gian cho con nữa. Và y rằng không còn nhiều thời gian cho con nữa suốt khi bây giờ mà so với thời thơ ấu thì làm sao chứ, suốt khi bây giờ mà sinh với thời thơ ấu thì làm sao chứ. Đức Phật bảo này đại vương, hình mẫu của ông này này đại vương, hình mẫu của ông chẳng thể hốt nhiên suy yếu như thế. Nhà vua chẳng thể hốt nhiên suy yếu như thế. Nhà vua thưa rằng, thưa Thế Tôn, sự biến đổi quá vì thế nên con khó nhận biết. Sự biến đổi quá vì thế nên con khó nhận biết. Trải qua vào mùa lạnh nóng đổi rồi và dần dần thì con trở thành như vậy. Vì sao? Là bởi vì khi con mới 20 tuổi thì gọi là thời niên thiếu, nhưng mà tuy là thời niên thiếu nhưng mà nhan mạo đã già hơn so với lúc 10 tuổi. Còn lúc 30 tuổi thì suy yếu hơn so với lúc 20 so với lúc 20 tuổi. Và bây giờ thì con 62 tuổi. Con nhìn lại lúc 50 tuổi như một thời cường thịnh. Thưa Thế Tôn, xem xét những biến đổi vì thế này thì con thấy rằng là những sự thay đổi để dẫn đến cái chết không phải chỉ kéo dài không phải kéo dài là từ 10 năm đến 10 năm mà chúng phân ra từng giai đoạn nhỏ. Xem xét kỹ hơn thì những sự biến đổi ấy là xem xét kỹ thì những sự biến đổi ấy xảy ra từ năm này sang năm khác. Nói đúng hơn làm sao mà chúng là nói đúng hơn làm sao mà chúng chỉ ra theo từng năm chứ. Những sự biến đổi đó nó xảy ra theo từng tháng. Những sự biến đổi đó nó xảy ra theo từng tháng. Mà làm sao mà biến đổi theo từng tháng mà làm sao mà biến đổi theo từng tháng. Những sự biến đổi ấy cũng xảy ra theo những sự biến đổi ấy cũng xảy ra theo từng ngày. Nếu mà ai tư duy tốt thì họ sẽ thấy là có những sự thay đổi, họ sẽ thấy là có những sự thay đổi không ngừng ở trong từng niệm. Cho nên là con biết rằng thân con sẽ biến đổi cho đến khi hội diệt. Cho nên con mới biết rằng là thân con sẽ biến đổi cho đến khi hội diệt. Phật bảo đại vương, ông thấy những sự biến hóa không ngừng mà ngộ ra rằng là ông mà ngộ ra rằng là ông sẽ hồi diệt, nhưng có biết rằng là khi ông hồi diệt thì có thứ ở trong ông sẽ không hồi diệt với ông chăng? Thì có thứ ở trong ông sẽ không hồi diệt với ông chăng? Vua Thánh Quân thưa rằng là dạ con không biết. Đức Phật bảo ta nay, Đức Phật bảo ta nay sẽ chỉ cho ông biết. Đức Phật bảo ta nay sẽ chỉ cho ông biết. Thể tánh bất sanh bất diệt, thể tánh bất sanh bất diệt. Này đại vương, khi ông thấy nước sông Hằng đầu tiên là lúc mấy tuổi? Vua lại thưa với Phật rằng là dạ lúc lên 3 tuổi thì mẹ hiền của con đã dẫn con đến diện kiến thiên thần trường mạng. Thì khi qua một dòng sông, con mới biết đó là con sông Hằng. Đức Phật bảo này đại vương, như ông nói thì khi ông 20 tuổi thì đã suy yếu hơn so với lúc 10 tuổi.
ngày tháng năm trôi qua trong tầng niệm, trong tầng niệm sẽ luôn có, trong tầng niệm sẽ luôn có sự đổi dời cho tới khi ông 60 tuổi, trong tầng niệm sẽ có sự đổi dời cho tới khi ông 60 tuổi. Hãy nghĩ xem lúc ông hãy nghĩ xem lúc ông bà từng tuổi đã nhìn thấy con xong đó rồi, thì đến khi 13 tuổi đốt của con xong đó như thế nào. Nhà vua thưa rằng dạ nó giống như lúc con 3 tuổi, dạ nó giống như lúc con 3 tuổi. Bây giờ khi con 62 tuổi thì nó vẫn giống như vậy. Thì nó vẫn giống như vậy. Đức Phật bảo này ông tự thương cảm cho mái tóc bạc và khuôn mặt nhăn nheo của mình. Khuôn mặt hiện giờ của ông đã có nhiều nếp nhăn so với khuôn mặt hiện giờ của ông đã có nhiều nếp nhăn so với thời trẻ. Nhưng nay khi nhìn lại sông Hằng thì thị giác của ông bấy giờ có khác biệt gì? Có khác thì bấy giờ thị giác của ông có khác biệt gì so với thị giác lúc còn thơ ấu chăng? Nhà vua thưa rằng dạ không thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo này đại vương, tuy mặt của ông bị nhăn nhưng mà bụng tánh của thị giác chưa từng bị nhăn. Nhưng mà bụng tánh của thị giác chưa từng bị nhăn. Những gì bị nhăn sẽ biến đổi, còn những gì không bị nhăn sẽ không biến đổi. Những gì chẳng bị nhăn thì sẽ không biến đổi. Những gì biến đổi sẽ hồi diệt, còn những gì không biến đổi thì chưa từng có sinh hay diệt. Thế thì làm sao nó bị ảnh hưởng bởi sự sinh tử của ông? Cho nên ông không cần phải lo lắng đối với lời nói của Ngoại Đạo, Mật Đạo, Ngư Xá Tử và những kẻ khác rằng sau khi thân này chết sẽ hoàn toàn hồi diệt. Khi nghe lời ấy, nhà vua tin nhận và biết rằng sau khi xả thân này sẽ chuyển sanh. Lúc ấy nhà vua cùng với các đại chúng vui mừng hớn hở và được điều chưa từng có. Chưa từng có bấy giờ ngài khánh hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay đến lễ với Phật hai gối quỳ và thưa với Phật rằng là thưa Thế Tôn nếu thị giác và thính giác thưa với Phật rằng thưa Thế Tôn nếu thị giác và thính giác đều nếu nếu mà thị giác và thính giác đều không sanh diệt, vậy sao Thế Tôn lại nói rằng là chúng con đã đánh mất chân tánh của mình và làm những việc điên đảo? Kính mong Thế Tôn hãy rủ lòng từ bi mà tẩy trừ trần cấu của kính mong Thế Tôn hãy rủ lòng từ bi mà tẩy trừ trần cấu của chúng con. Bây giờ Như Lai rủ cánh tay sắc vàng và làm cho những ngón tay có hình bánh xe hướng xuống, rồi bảo ngài khánh hỷ rằng là ông vừa mới thấy ta làm thành thủ ấn, ông vừa mới thấy là ta làm thành thủ ấn nó đang đảo ngược hay thẳng đứng. Ngài khánh hỷ thưa rằng thưa Thế Tôn chúng sanh ở thế gian sẽ cho đó là đảo ngược, riêng con không biết cái gì là đảo
Riêng con không biết cái gì là riêng, riêng con không biết cái gì là đảo ngược và cái gì là thẳng đứng. Phật bảo ngài khánh thị, nếu người thế gian cho đó là đảo ngược, thế nếu 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 người thế gian mà cho đó là đảo ngược, thế thì cái gì mà người thế gian sẽ cho là thẳng đứng? Ngài khánh thị thưa với Phật rằng là họ sẽ gọi là thẳng đứng. Nếu Như Lai dựng đứng cánh tay mềm mại như bông gòn, và những ngón tay và những ngón tay chỉ thẳng lên không trung, và những ngón tay chỉ thẳng lên không trung, Đức Phật liền Đức Phật liền dựng đứng cánh tay của ngài và bảo tôn giả khánh thị rằng: một khi những người thế gian nhìn thấy đầu một khi những người thế gian nhìn thấy đầu đuôi thay đổi lẫn nhau, họ sẽ mơ loạn. Cũng như vậy, phải biết rằng nếu thân của ông so với pháp thân thanh tịnh của chư Như Lai thì như so sánh thân chánh biến tri của Như Lai đối với thân điên đảo của các ông vậy. Ông hãy quan sát tường tận, nếu thân của ông so với thân Phật thì gọi là điên, thì gọi là điên đảo. Nhưng chính xác thì tính điên đạo tìm thấy ở chỗ nào? Đến đây ngài khánh thị và các đại chúng đều trơ mắt nhìn Phật và mắt không hề nháy. Họ chẳng biết tánh điên đạo họ chẳng biết tánh điên đạo ở chỗ nào trong thân và tâm. Bấy giờ thì Đức Phật khởi lòng từ bi mà thương xót ngài khánh thị cùng các đại chúng với âm thanh như hải triều, với âm thanh như hải triều, với âm thanh như hải triều. Đức Phật bảo khắp chúng hội rằng là các thiên nam tử, ta thường nói rằng tất cả sắc pháp, tâm pháp, các pháp thuộc tâm và những pháp khác đều là do các duyên, hết thì pháp nương nơi duyên chỉ là sự biến hiện của tâm. Thân ông và tâm ông đều hiện ở trong tâm nhiệm màu chân thật. Thân ông và tâm ông đều hiện ở trong tâm nhiệm màu chân thật, uy diệu và tinh khiết, trong sáng. Tại sao các ông lại đánh mất bổn nguyên nhiệm màu uy diệu minh tâm và bảo minh diệu tánh rồi nhận và bảo minh diệu tánh rồi 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 nhận mơ lầm ở trong giác ngộ tinh thần hắc ám tạo thành rộng không hư muội. Cái rộng không hư muội này ở trong hắc ám kết hợp với tối tâm mà hình thành sắc sắc tạp loạn với vọng tưởng mà tạo thành thân. Duyên hội tụ bên trong dao động thân này và hướng sự chú ý ra ngoài. Chúng sanh cho rằng tướng của sự hôn ám nhiễu loạn này là tánh của tâm. Một khi mê lầm cho nó là tâm, một khi mê lầm cho nó là tâm, chúng sanh chắc chắn bị mê hoặc và cho rằng tâm ở trong xác thân. Họ không biết rằng là
Họ không biết rằng là xác thân và tất cả mọi vật ở ngoài thân, như là sông núi đất đai, sông núi đất đai và hư không, sông núi đất đai và hư không đều bao hàm ở trong diệu minh chân tâm. Họ chỉ biết một bọt nước, họ chỉ biết một bọt nước mà quên cả một đại dương mênh mông. Họ thấy họ thấy bọt nước kia trôi ở đó và nghĩ rằng nó là toàn bộ nước, và nghĩ rằng nó là toàn bộ nước thủy triều đang đẩy về những nơi tận cùng, đang đẩy về những nơi tận cùng của biển. Các ông ở trong mơ muội lại càng si mê. Đây tựa như đây tựa như sự điên đảo khi ta rủ tay xuống bởi vậy Như Lai mới nói rằng các ông thật đáng thương. Nghe được lời dạy bảo, nghe được lời dạy bảo thâm sâu từ bi của Phật, Ngài khánh hỷ. Tâm sâu của Phật, tâm sâu từ bi của Phật, Ngài khánh hỷ, rơi lỡ chắp tay và thưa rằng khi nghe được âm thanh vi diệu của Phật thì con ngộ ra rằng tâm trong sáng nhiệm màu của con là bổn nguyên, nhiệm màu của con là bổn nguyên viên mãn và thường trụ tâm địa và thường trụ ở tâm địa. Nhưng nếu với lòng thành khẩn phát nguyện mà nhưng nếu với lòng thành khẩn khác nguyện mà con giác ngộ qua pháp âm tuyên thuyết của Phật thì tức là con đang dùng tâm duyên đạt được tâm này. Con không dám cảm nhận con đạt được tâm này, con không dám cảm nhận là bổn nguyên tâm địa. Kính mong Đức Phật thương xót mà tuyên giảng khai thị với âm thanh viên mãn để bạc trừ gốc nghi của con và dẫn về đạo vô thượng. Phật bảo Ngài khánh hỷ. Các ông vẫn còn dùng tâm duyên để nghe pháp. Các ông vẫn còn dùng tâm duyên để nghe pháp, pháp do bởi pháp cũng trở thành duyên nên các ông không ngộ pháp tánh. Đây ví như có người lấy ngón tay chỉ mặt trăng để cho kẻ khác thấy, chỉ mặt trăng để cho kẻ khác thấy, kẻ kia do nhờ ngón tay chỉ đến mà thấy được mặt trăng. Nhưng nếu họ lại nhìn ngón tay rồi cho là mặt trăng, chẳng nhận không thấy mặt trăng mà còn nhầm lẫn ngón tay của người kia. Vì sao thế bởi kia đó cho ngón tay là mặt trăng vậy. Bởi kia đó cho ngón tay là mặt trăng vậy. Không những họ nhận lầm ngón tay mà lại còn chẳng phân biệt đâu mà lại chẳng phân biệt đâu là sáng và đâu là tối. Vì sao thế bởi họ cho ngón tay là tánh trong sáng của mặt trăng và hoàn toàn chẳng hiểu tánh của sáng hay tối. Ông thì cũng như vậy, nếu cho rằng sự phân biệt pháp âm của ta nói là tâm ông thì cái tâm này phải tự có tánh phân biệt riêng, và tách khỏi sự phân biệt của âm thanh. Đây ví như có một du khách nghỉ đêm ở quán trọ. Họ
Họ tạm dừng nghỉ rồi lên đường và không trú mãi, mà trái lại chủ quán thì sẽ không đi đâu hết, bởi vì là người chủ của quán trọ. Cũng tương tự như thế, nếu đó là chân tâm của ông thì nó sẽ không đi đâu hết. Vậy sau khi tách khỏi âm thanh thì nó không có tánh phân biệt chứ? Nó không có tánh phân biệt chứ? Chẳng những tâm phân biệt âm thanh của ta mà nó cũng phân biệt, dung mạo của ta. Nó không có tánh phân biệt nếu lìa khỏi các sắc. Cho dù những sự phân biệt cho dù những sự phân biệt dừng hẳn một một cảnh giới phi sắc phi không, mà ngoại đạo, mật đạo, ngư xá tử và những kẻ khác mê muội gọi là minh đế thì nó cũng không có tánh phân biệt nếu lìa nên cũng không có tính phân biệt nếu lìa khỏi các cảnh duyên. Nếu mọi trạng thái não bộ của ông đều có chỗ trả về thì làm sao gọi là chủ được ngầm thì làm sao gọi là chủ được ngài khánh hỷ thưa rằng ngài khánh hỷ 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 thưa rằng bạch thế tôn nếu mọi trạng thái não bộ của con Bạch Thế Tôn, nếu mỗi trạng thái não bộ của con đều có chỗ trả về thế, thì tại sao diệu minh nguyên tâm của Như lại nói đến không có chỗ trả về? Kính mong là Như Lai rủ làm thương mà tiên cho con Phật bảo ngài khen hỷ. Phật bảo ngài khen hỷ như ông đang thấy ta với thị giác trong sáng và bổn nhân thì nó không phải là diệu minh chân tâm. Nó có thể được ví như một mặt trăng thứ hai mà không phải là bóng của mặt trăng. Không phải là bóng của mặt trăng. Ông hãy lắng nghe ta này, ta này sẽ chỉ cho ông về cái mà ông không có chỗ trả về. Này khánh hỷ, đại giảng đường này mở rộng về hướng đông, cho nên là khi mặt trời mọc khắp giảng đường đều có ánh sáng rực rỡ, nhưng mà nếu ở giữa đêm không một ánh trăng, hạt bầu trời bị mây hay sương che mờ thì giảng đường sẽ tối tăm, ai đó có thể thấy xuyên qua các lỗ hổng xuyên qua các lỗ hổng của cánh cửa hay cửa sổ, nhưng mà bức tường và mái che thì vẫn bị ngăn khuất. Ở nơi đâu mà cảnh vật có sự phân biệt thì sẽ thấy các duyên, nhưng nếu hoàn toàn trống rỗng thì chỉ thấy hư không. Trong rộng thì chỉ thấy hư không. Ở nơi đâu có bụi bặm, cảnh vật sẽ bị lu mờ. Một khi trời quang đãng thì không khí trong một khi trời quang đãng thì không khí trong lành và lại thì không khí trong lành và lại thấy một và lại thấy mọi và lại thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Này khánh hỷ, ông đều đã nhìn thấy các tướng biến hóa đó.
Ông đều đã nhìn thấy các tướng biến hóa đó. Ta nên sẽ chỉ cho ông. Mọi thứ đều có bốn nhân để trả vờ cái gì là bốn nhân này khánh thị những sự biến hóa này. Ánh sáng trả vờ mặt trời. Vì sao thế? Bởi vì là sẽ không có ánh sáng nếu không có mặt trời. Và nhân do ánh sáng từ mặt trời cho nên nó trả vờ mặt trời đen tối, đen tối thì trả vờ đêm, không trên các lỗ hổng trả vờ cánh cửa và cửa sổ, sự ngăn khuất trả vờ bức tường và mái che, các duyên trả vờ phân biệt, trống rỗng thì trả vờ hư không, lu mờ thì trả vờ bụi bặm. Trăng sáng trả vờ bầu trời. Không một thứ gì ở thế gian mà vượt ra khỏi những loại này. Không một thứ gì ở thế gian mà vượt ra khỏi những loại này. Khi thị giác trăng sáng và tinh khiết của ông đối diện với tám loại trên thì nó sẽ trả về đâu? Vì sao thế? Bởi nếu là trả về bởi bởi nếu là trả về ánh sáng thì sẽ chẳng còn thấy đen tối. Khi không có ánh sáng, mặc dù ánh sáng đen tối và những thứ khác có muôn sự sai khác, nhưng mà thị giác thì vẫn không sai. Nhưng mà thị giác thì vẫn không sai. Những thứ gì mà có nơi trả về thì hiển nhiên thì hiển nhiên chẳng phải ông, thì hiển nhiên chẳng phải ông. Nhưng cái gì mà không có nơi trả về, nhưng cái gì mà không có nơi trả về nếu chẳng phải ông thì là ai? Cho nên phải biết rằng tâm của ông vốn nhiệm màu thanh tịnh và trong sáng. Ông chỉ tự mê muội và đánh mất bổn nghiêng, nên phải chịu luân hồi. Cho nên là phải chịu luân hồi và luôn bị chìm nổi ở trong sanh tử, ở trong sanh tử. Bởi vậy Như Lai mới nói rằng là các ông thật đáng thương. Các ông thật đáng thương. Ngài khánh thị bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tuy con nhận biết rằng là tánh của thị giác không có chỗ trả về, nhưng làm sao con biết được đó là chân tánh của con? Đó là chân tánh của con. Phật bảo Ngài khánh thị rằng: Ta nay lại hỏi ông ta. Ta ni lại hỏi ông, tuy nhiên hiện tại chưa được thanh tịnh. Tuy nhiên hiện tại chưa được thanh tịnh vô lậu, nhưng mà nương nhờ thần lực của Phật, ông có thể thấy đến tận các cõi trời của cảnh thiền thứ nhất mà không bị mà không mà không bị chướng ngại. Còn biết sâu vô diệt thấy châu thánh kim như nhìn trái sồi ở trong lòng bàn tay, chư Bồ Tát có thể thấy trăm ngàn thế giới, không một quốc độ nào của mười phương Như Lai, không một quốc độ nào của mười phương Như Lai nhiều như số tận cùng của mười phương Như Lai nhiều như số tận cùng của những hạt vi trần mà họ chẳng nhìn thấy. Chúng sanh thì không thể nhìn rõ như thế dù chỉ một phần của một tấc. Này khánh thị, hiện tại ông bà ta có thể thấy các cung điện của bốn vị
Các cung điện của bốn vị thiên vương đang cư trú ở khoảng giữa từ đây đến đó, chúng ta thấy muôn loại hình tượng hạt ở trong sáng hay ở trong tối đang di chuyển trên đất, đang di chuyển trên đất, trong nước hay giữa không trung. Chẳng một thứ gì mà không phải chẳng chẳng một thứ gì mà không phải trần cảnh là kết quả của chướng ngại từ sự phân biệt. Ông nên phân biệt những thứ đó, cái nào là ông và cái nào chẳng phải ông. Bây giờ ta hỏi ông hãy tuyển chọn ở trong thị giác cái gì là thể của ông và cái gì là cảnh và cái gì là cảnh này khánh hỷ dù ông này khánh hỷ dù ông dùng hết thị lực xa tận đến cung điện mặt trời và cung điện mặt trăng, thì những cảnh vật đó đều không phải ông, thậm chí ông quan sát kỹ xa tận đến bể bàn vàng núi vàng, mọi thứ ông thấy và cho đến muôn loại ánh sáng, mọi thứ ông thấy và cho đến muôn loại ánh sáng thì cũng mọi thứ ông thấy và cho đến muôn loại ánh sáng thì cũng chỉ là những cảnh vật và chúng đều không phải ông. Lần lượt ông hãy quan sát mây trôi, chim bay, gió thổi, bụi bốc, cây cối, sông núi, loài người và động vật. Tất cả cảnh vật đều chẳng phải ông. Này khánh hỷ, những cảnh vật này dù gần hay xa đều có tánh sai khác đặc thù, nhưng tất cả đồng thấy ở trong thị giác thanh tịnh và tinh khiết của ông. Tuy mọi loại cảnh vật đều có sai khác, nhưng ở trong thị trong thị giác thì không có đặc thù. Cái nhiệm màu trong sáng và tinh khiết này thật sự là thị giác của ông. Nếu thị giác là một vật thì ông cũng có thể thấy thị giác của ta. Nếu bảo rằng ông cho nên nếu bảo rằng ông thấy thị giác của ta khi chúng ta cùng nhìn vào một nơi khi chúng ta cùng nhìn vào một nơi giống nhau vậy, khi Như Lai không còn nhìn vào nơi đó, ông có còn nhìn thấy thị giác của ta chăng? Cho dù ông có thể thấy thị giác của ta khi chúng ta cùng nhìn vào một nơi giống nhau, nhưng hiển nhiên ông sẽ chẳng thể thấy thị giác của ta khi thị giác của ta khi Như Lai nhìn sang nơi khác, bởi ông chẳng thể thấy thị giác của ta khi Như Lai nhìn sang nơi khác, nên chắc chắn rằng là thị giác của ta không phải là một vật. Thế thì làm sao có thể nói thị giác của ông mà chẳng phải là ông? Nếu không phải như vậy thì khi ông thấy cảnh vật cũng sẽ thấy ông. Nếu mà thị giác và cảnh vật nếu thị giác và cảnh vật hỗn tạp như thế thì ta và ông cùng mọi thứ khác trên thế gian sẽ
cha sẽ chẳng thơ phân định. À, này Khánh Hỷ, khi ông nhận biết điều gì, đó là ông chứ chẳng phải ta. À, thị giác của ông trùm khắc, nếu nó không phải của ông thì là của ai? Tại sao ông nghi ngờ chân tánh của chính mình? Và tại sao ông nghi ngờ chân tánh của chính mình và chẳng tiếp nhận nó là chân, rồi lại đến hỏi ta cái gì là thật? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, nếu như thị giác này thật sự là của con mà chẳng phải của ai khác, thật sự là của con mà chẳng phải của ai khác, vậy khi con và Như Lai nhìn các cung điện báo thù thắng của bốn vị thiên vương, tiếp đến là cung điện mặt trời và cung điện mặt trăng rồi và cung điện mặt trăng rồi, thì giác của con trùng khắp thế giới cảm nhận thiên nhiên. Tuy nhiên khi nhìn trở lại tịnh xá, con chỉ thấy giảng đường thanh tịnh ở trung tâm tự viện mà không thể nhìn xuyên qua tường. Thưa Thế Tôn, thị giác này của con là như thế. Trước tiên nó trùm khắp một thế giới rồi bay, giờ nó chỉ vừa khít ở trong căn phòng này. Có phải thị giác của con từ lớn thu nhỏ lại, hay là nó bị chia cắt bởi tường vách và mái che? Con nay chẳng biết lập luận nào ở trên là đúng. Kính mong Thế Tôn kính mong Thế Tôn rủ lòng đại từ mà diễn giải cho con. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Hết thị vạn vật trên thế gian, dù lớn hay bé, ở trong hay ngoài, tất cả đều thuộc về trần cảnh. Ông không nên nói rằng là thị giác của mình có mở lớn hay thu nhỏ. Đây ví như khi ông nhìn vào khoảng trống ở trong một hộp vuông. Ta nay lại hỏi ông là khoảng trống mà ông nhìn thấy ở trong hộp vuông này là hình vuông cố định hay chẳng phải là hình vuông cố định? Nếu nó là hình vuông cố định thì khi bỏ vào một hộp tròn, nó sẽ không trở thành hình tròn. Nếu nó là bất định thì sẽ không thể có một khoảng trống hình vuông. Sẽ không có một khoảng trống hình vuông ở trong hộp. Khoảng trống hình vuông ở trong hộp vuông nói rằng ông chẳng biết lập luận nào của ông. Ông chẳng biết lập luận nào của ông ở trên là đúng. Những gì ông nói về tánh của thị giác thì có thể so sánh với những gì ta nói về khoảng trống ở trong hộp vậy. Sự thật thì khoảng trống và thị giác đều chẳng có một vị trí
này khánh hỷ, nếu là lại muốn điều khánh hỷ, nếu lại muốn còn đóng ở trong hộp chàng vuông hay tròn, ông chỉ cần dạng vuông hay tròn, ông chỉ cần loại bỏ cái hộp thì sẽ ông loại bỏ cái hộp thì sẽ thấy bản thể của hư không, bản thể của hư không chẳng có hình dáng. Ông chớ nên nói khi cái hộp đã chẳng còn mà ông vẫn có thể trừ bỏ hình dáng của khoảng trống, nếu như cho rằng thị giác của ông thu nhỏ lại khi bước vào một căn phòng. Thế thì tại sao khi ông ngước lên nhìn mặt trời, thị giác của ông chẳng mở lớn cho đến khi ngang bằng với bề mặt của mặt trời? Nếu tường, vách và mái che có nếu tường vách và mái che có thể chia cắt thị giác của ông, thế thì tại sao khi khắc một lỗ nhỏ ở bức tường mà chẳng thấy lỗ nhỏ ở bức tường mà chẳng thấy bất cứ dấu tích kết nối gì, các lập luận của ông đều chẳng đúng? Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đã mê làm chính mình với những gì nhận biết, họ đến mất bốn tâm và bị trần cảnh lây chuyển ở trong đó mà họ tính xem thị giác là lớn hay nhỏ. Nếu có thể chuyển trần cảnh nếu có thể chuyển trần cảnh thì họ tức đồng như nếu nếu có thể chuyển trần cảnh thì họ tức đồng như lai thân tâm bất động viên mãn trong sáng và trở thành nơi mẹ giác ngộ. Bây giờ chỉ ở trên một đầu sợi lông mà có thể bao hàm tất cả quốc độ khắp mười phương. Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, nếu thị thị giác thật sự là diệu tánh của con thì bây giờ diệu tánh này phải hiện ra ở trước con. Hơn nữa là nếu thị giác thật sự là chân tánh của con, vậy thì thân và tâm hiện tại của con lại là vật gì? Nhưng bây giờ thân và tâm của con đều thật sự có phân biệt, còn thị giác của con thì không có sự phân biệt, và chẳng nhận biết thân con. Nếu thị giác thật sự là tâm con và làm cho con bây giờ thấy được, thế thì tánh của thị giác đích thật là con, mà thân thể chẳng phải là con. Làm sao việc này khác với lời phủ nhận trước đây? Làm sao việc này khác với lời phủ nhận trước đây của Như Lai rằng là của Như Lai rằng cảnh vật lẽ ra cũng có thể thấy con? Kính mong Thế Tôn rủ lòng đại bi mà khai thị cho những kẻ chưa giác ngộ. Phật lại bảo rằng điều ông vừa nói thị giác ở trước ông là không đúng. Nếu nó thật sự ở trước mặt thì ông sẽ thấy. Còn ở trong trường hợp này, thị giác của ông sẽ có một vị trí và có thể chỉ ra được như hiện tại ông và ta đang ngồi ở trong rừng cây chiến thắng.
đang ngồi ở trong rừng cây chiến thánh, chúng ta có thể thấy pháp vượt đường cây, pháp đường cây là cây cối, xa xa ở phía trước là con sông hình mặt trời mặt trăng ở trên cao. Nay ông ở trước tòa sư tử của ta, có thể đưa tay chỉ ra muôn loại sự vật như là bóng cây, ánh sáng mặt trời, bức tường ngăn che, hư không thông suốt. Cho đến cỏ cây to lớn hạt nhỏ bé như đường tơ kẻ tóc, tuy chúng có đặc điểm riêng, nhưng miễn là có thể nhìn thấy thì nhưng miễn là có thể nhìn thấy thì ông đều chỉ ra hết. Nếu thị giác của ông thật sự ở trước mắt, vậy khi ông dùng tay chỉ ra các vật thì lẽ ra cũng sẽ thấy được nó chứ. Nên khen hỷ, nên biết rằng là nếu thị giác của ông đồng như hư không thì làm sao hư không còn gọi là hư không chứ. Nếu các vật đồng như thị giác của ông thì làm sao chúng còn gọi là vật chứ. Ông có thể nào phân tích tỉ mỉ và vạch ra bổn nguyên tình diệu trong sáng và tinh khiết của thị giác chăng? Tương tự như phương thức đã chỉ ra các vật rõ ràng và không nhầm ông có thể nào chỉ ra cho ta thấy chăng? Ngài khánh hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, hiện tại con đang ở trong dạng đường, có thể nhìn xa đến tận sông Hằng và mặt trời mặt trăng. Con cũng có thể đưa tay chỉ ra mọi thứ mà mắt con thấy. Tất cả chúng đều là cảnh vật, không một thứ nào là thị giác của con hết. Thưa Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy, không chỉ riêng con đang ở bậc hữu lậu mà những vị thanh văn sơ học và cho đến Bồ Tát cũng không thể phân tích vạn vật và chỉ ra một thị giác với tự tánh riêng của nó mà lìa khỏi tất cả cảnh vật. Đức Phật bảo như thầy, đúng như lời ông nói, nếu lìa khỏi tất cả cảnh vật thì sẽ không có một thị giác với tự tánh riêng biệt. Hết thị sự vật mà không có thể chỉ ra đều không phải là thị giác. Ta nay sẽ giải thích thêm một lần nữa cho ông, như ông và Như Lai và Như Lai đang ngồi ở trong rừng cây chiến thắng. Hãy nhìn thêm một lần nữa nơi cây cối, khu vườn và cho đến mặt trời mặt trăng. Tuy chúng có muôn loại hình tượng khác nhau, nhưng mà không một vật nào mà ông chỉ ra là thị giác của ông.
Ông hãy tiếp tục nghiên cứu có cái nào ở trong những vật này mà tách rời khỏi thị giác của ông chăng? Ngài khánh hỷ thưa rằng là: Thưa Thế Tôn, con thật sự đã nhiếp khắp rừng cây chiến thắng. Và không nghĩ rằng có bất cứ vật nào ở trong đó mà tách rời khỏi thị giác của con. Bởi nếu cây cối tách rời khỏi thị giác của con thì làm sao gọi là thì làm sao gọi là nhìn thấy cây cối? Nhưng nếu cây cối đồng như nhưng nếu mà cây cối đồng như thị giác của con thì là thì làm sao chúng chúng còn gọi là cây cối chứ? Nếu hư không tách rời khỏi thị giác của con thì làm sao gọi là nhìn thấy hư không? Nhưng nếu như nhưng nếu như hư không đồng như thị giác của con thì làm sao nó còn gọi là hư không chứ? Sau khi tư duy thêm một lần nữa ở trong muôn vạn cảnh tượng, con nhận ra rằng là cho dù rằng là cho dù vật cực nhỏ đi nữa thì cũng không tách rời khỏi thị giác của con. Đức Phật bảo như thị như thị. Khi nghe lời này của Phật, những vị chưa đạt tới bậc vô học ở trong đại chúng đều mê muội và chẳng biết về ý nghĩa cứu cánh. Họ thì đều hoảng sợ và đánh mất những gì đang ôm giữ. Biết được tinh thần lo âu và hoảng hốt của họ, Như Lai khởi lòng thương xót mà an ủi Ngài khánh hỷ và các đại chúng rằng là rằng là các thiện nam tử, đây là lời chân thật của vô thượng pháp vương Như Lai. Chỉ nói lời thật, không điêu ngoa, không dối gạt. Những gì Như Lai tiên nói cho các ông tiên nói cho các ông khác biệt với luận nghị mơ hồ về bốn loại bất tử mà ngoại đạo đạo ngư xá tử và những kẻ khác đưa ra. Các ông hãy tư duy kỹ và tha thiết quý mến để xứng đáng lòng thương xót của ta. Bây giờ Ngài Diệu Các Tường Pháp Vương Tử đang ở giữa đại chúng. Đang ở giữa đại chúng vì xót thương, bốn chúng đệ tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nay các đại chúng đều chẳng hiểu về hai điều mà Như Lai hiển lộ, đó là thị giác tinh khiết cùng với những vật có hình sắc và hư không, hay là tương đồng và chẳng tương đồng. Thưa Thế Tôn, nếu thị giác đồng như các duyên ở trước ta, như là hư không và những vật có hình sắc, thì chúng ta đáng lẽ có thể chỉ ra vị trí của nó. Nhưng
Nhưng nếu thị giác tách rời khỏi cảnh giới, chúng ta sẽ không thể quan sát, sự vật hiện tại. Các đại chúng đều kinh hãi, kinh hãi do chẳng biết ý nghĩa này sẽ về đâu. Đây tuyệt đối không phải là căn lành ở đời trước. Kính mong Như Lai hiện lộ chân thật giữa các cảnh tượng được thấy, với thị giác, và tại sao lại nói rằng thị giác chẳng phải tương đồng hay chẳng phải không tương đồng đối với không tương đồng đối với cảnh vật quan sát. Phật bảo ngài diệu các tường và các đại chúng, đối với mười phương Như Lai và chư đại Bồ Tát trụ ở trong chánh định, thì thị giác và các duyên của thấy cùng với các pháp thuộc tâm tựa như hoa đớm giữa hư không và bốn duyên không chỗ có. Thị giác này và các duyên vốn là tổ giác vi diệu tánh tịnh minh thể, thế thì làm sao ở trong ở trong giác ngộ mà phải mà có phải hay chẳng phải. Này diệu các tường, ta nay hỏi ông, như ông là diệu các tường thì có chỗ nào là diệu các tường hay không, phải là diệu các tường chăng? Dạ không. Dạ không thưa Thế Tôn, con đơn giản chỉ là diệu các tường không một chỗ nào là chẳng phải diệu các tường. Vì sao thế? Bởi là nếu có chỗ nào thì sẽ có hai diệu các tường. Nhưng bây giờ đâu phải con không phải là diệu các tường, thật sự thì không có tướng của tướng của phải hay chẳng phải. Đức Phật bảo thị giác vi diệu trong sáng này cùng với hư không và trần cảnh thì cũng lại như vậy. Chúng vốn là chúng chúng vốn là từ chúng vốn là từ chân tâm của tuệ giác vi diệu trong sáng vô thường và thanh tịnh viên mãn. Là một sự nhầm lẫn nếu xem những sự vật có hình sắc hư không và thính giác thị giác hay thính giác thị giác hay những giác quan khác là riêng rẽ, như ở trong thí dụ về một mặt trăng thứ hai, cái nào là mặt trăng và cái nào chẳng phải là mặt trăng. Này diệu các tường, thật sự chỉ có một mặt trăng. Chúng ta không thể nói rằng là đó là mặt trăng, còn kia chẳng phải mặt trăng. Do bởi ông này do do bởi ông này xem xét thị giác với trần cảnh nên muôn thứ khởi lên đây, đây gọi là vọng tưởng. Và ông chẳng thở ở trong ái mà thoát khỏi chấp trước của phải hay chẳng phải, di từ chân tánh
trăng sáng và vi trăng sáng và diệu giác tinh khiết thì mới có thể khiến ông đều khỏi chấp trước của phải hay chẳng phải. Ngài khen thấy Ngài khen hỷ thưa với Phật rằng Ngài 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 khen hỷ thưa với Phật rằng thưa Thế Tôn, thật đúng như lời của Pháp Vương về tánh giác ngộ duyên khắp các thế giới trong mười phương, nhưng nó vẫn trạng duyên thường trụ thể thánh, chẳng chẳng sanh hay 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 diệt. Nếu vậy thì lời Phật dạy khác biệt như thế nào đối với luận đối với luận thuyết minh đế của Phạm Chí Hoằng Pháp, hạt phái ngoại đạo bôi cho lên thân, hay nhận phái ngoại đạo khác nói rằng là có chân ngã biến khắp mười phương. Thế Tôn cũng từng ở trên núi bảo danh diễn giải nghĩa này cho đại tọa Bồ Tát và những vị khác rằng là các ngoại đạo luôn nói về tự nhiên, còn ta nói về nhân duyên. Đây không phải là cảnh giới của họ. Nhưng nay theo con thấy thì tánh giác ngộ là tự nhiên không sanh không diệt, lìa xa tất cả hư vọng điên đảo, dường như chẳng sanh từ nhân duyên. Chẳng sanh từ nhân duyên và nó là tự nhiên. Con chỉ mong Đức Phật khai thị để con không rơi vào tà đạo và được tâm chân thật. Và được tâm chân thật với diệu giác minh tánh. Phật bảo Ngài khen hỷ, như ta vừa mới dùng phương tiện mà khai thị điều chân thật cho ông, tuy nhiên ông vẫn chưa khai ngộ và nhầm lẫn rằng tánh giác ngộ là tự nhiên. Này khen hỷ, nếu tánh giác ngộ đích thật là tự nhiên thì ông lẽ ra phải có thể phân biệt được thể chất của tự nhiên. Giờ ông hãy quan sát ở trong thị giác nhiệm màu trong sáng này, nó dùng cái gì để làm tự thể thị giác này thị giác này dùng ánh sáng để làm tự thể, dùng đen tối để làm tự thể, dùng hư không để làm tự thể, hay dùng ngăn che để làm tự thể. Này 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 khánh hỷ, này khánh hỷ, nếu nó dùng ánh sáng để làm tự thể thì ông sẽ chẳng thể thấy đen tối. Nếu nó dùng hư không để làm tự thể thì ông sẽ chẳng thể thấy ngăn che. Nếu nó mà dùng tường đen tối để làm tự thể thì tánh của thị giác sẽ đoạn diệt khi ánh sáng rọi đến. Vậy thì làm sao ông có thể thấy ánh sáng chứ? Ngài khen thị thưa rằng, bạch Thế Tôn, nếu là thế thì tánh của thị giác này chắc chắn không phải tự nhiên.
tự nhiên. Con bây giờ khởi nghĩ rằng là nó sanh bởi nhân duyên. Tuy nhiên tâm con vẫn chưa hiểu rõ. Kính mong Như Lai làm sao cứ kính mong Như Lai làm sao nghĩa này khớp hợp với lời dạy của Phật về tánh, với lời dạy của Phật về tánh nhân duyên. Đức Phật bảo ông nói rằng nó sanh bởi nhân duyên. Ta lại hỏi ông, nay ông nhận bởi gì mà nhận biết thị giác hiện tiền? Sự nhận biết này có phải nhân bởi ánh sáng mà thấy chăng? Có phải nhân bởi đen tối mà thấy chăng? Có phải nhân bởi hư không mà thấy chăng? Có phải nhân bởi đen chi mà thấy chăng? Này khánh thủy, nếu sự nhận biết nhân bởi ánh sáng thì lẽ ra ông sẽ không thấy đen tối. Nếu sự nhận biết nhân bởi đen tối thì lẽ ra ông sẽ không thấy ánh sáng. Tương tự như thế, nếu nhân bởi hư không hay ngăn che thì đồng như nhân của ánh sáng và đen tối. Lại nữa khánh hỷ, sự nhận biết này có phải sự nhận biết này có phải duyên bởi ánh sáng mà thấy chăng? Có phải duyên bởi đen tối mà thấy chăng? Phải duyên bởi hư không mà thấy chăng? Có phải duyên bởi ngăn chi mà thấy chăng? Này khánh hỷ, này khánh hỷ, nếu sự nhận biết duyên bởi hư không thì lẽ ra ông sẽ không thấy ngăn chi. Nếu sự nhận biết duyên bởi ngăn chi thì lẽ thì lẽ ra ông sẽ không thấy hư không. Tương tự như thế, nếu duyên bởi ánh sáng hay đen tối thì đồng như duyên của hư không và ngăn che. Cho nên phải biết rằng sự hiện hữu của thị giác nhiệm màu trong sáng tinh khiết thì không lệ thuộc vào nhân hay duyên, cũng chẳng phải tự nhiên hay chẳng phải không tự nhiên. Sự hiện hữu của nó không thể phủ định, nhưng đồng thời cũng chẳng thể nói rằng là nó không thể phủ định. Sự hiện hữu của nó không thể xác định, nhưng đồng nhưng đồng thời cũng chẳng thể nói rằng là nó không thể thể xác định. Lìa khỏi tất cả tướng tức là tất cả pháp, nay ông làm sao có được sự phân biệt ở trong các sự phân biệt ở trong các pháp, khi lại dùng tâm ý ở dựa trên danh tướng và những lý luận của thế gian. Ở đó cũng như dùng nắm tay bắt lấy hư không, chỉ tự chuốc nhập nhằn lên tí tự chuốc nhọc nhằn. Làm sao mà ông có thể bắt lái hư không chứ? Ngài khánh hỷ, Ngài khánh hỷ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu tánh diệu giác
chắc chắn không lệ thuộc vào nhân hay duyên. Vậy thì tại sao Thế Tôn tuyên giảng cho các vị bhikkhu rằng thị giác phải cần đủ bốn loại? Cần đủ bốn loại đó, đó là hư không, ánh sáng, tâm và căn mắt lý này là sao? Đức Phật bảo này khánh hỷ, Đức Phật bảo này khánh này này khánh hỷ, ta nói về các tướng nhân duyên vận hành trong thế gian, đó không phải là chân lý cứu cánh. Này khánh hỷ, ta lại hỏi ông, này này khánh hỷ, ta lại hỏi ông, khi những người ở thế gian nói rằng tôi có thể thấy, sao gọi là thấy, sao gọi là không thấy? Ngài khánh hỷ thưa rằng, thưa Thế Tôn, nhân bởi ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hay ngọn đèn mà người ở thế gian có thể thấy đủ mọi hình tướng, đó gọi là thấy. Nếu chẳng có ba loại ánh sáng này thì họ sẽ không thể thấy. Này khánh hỷ, nếu gọi là không thấy khi chẳng có ánh sáng, thì lẽ ra họ cũng không thấy đen tối. Nếu thật sự thấy đen tối dù chẳng có ánh sáng thì làm dù chẳng có ánh sáng thì làm sao gọi là không thấy? Này khánh hỷ, nếu khi ở nơi tối, này khánh hỷ, nếu khi ở nơi tối do họ chẳng thấy ánh sáng nên gọi là không thấy. Bây giờ bây giờ khi ở nơi sáng và họ chẳng thấy tướng của đen tối thì cũng nên gọi là không thấy. Như vậy cả hai trường hợp đều gọi là không thấy, cho dù ánh sáng và đen tối luân phiên hiện thì thị giác của ông vẫn không tạm dừng. Như vậy phải biết rằng cả hai trường hợp đều gọi là thấy. Thế thì là im. Thế thì làm sao mà ông bảo là không thấy chứ? Cho nên khánh hỷ, ông đây phải biết rằng ông đây phải biết rằng là khi ai đó thấy ánh sáng, sự nhận biết của họ hiện hữu không phải vì ánh sáng. Khi ai đó thấy đen tối, sự nhận biết của họ hiện hữu không phải vì đen tối. Khi ai đó thấy hư không, sự nhận biết khi ai đó thấy hư không, sự nhận biết của họ hiện hữu không phải vì hư không. Khi ai đó thấy ngang chỉ sự nhận biết khi ai đó thấy khi ai đó thấy ngang chi, sự nhận biết của hiện hữu không phải vì ngang chi. Nên biết sự hiện hữu của thị giác đều chẳng phải bốn trường hợp trên. Ông nên biết rằng khi dùng chân giác để nhận biết thị giác của ông, chân giác thì chẳng giống thị giác. Cả hai tách rời lẫn nhau, thị giác thì không bằng chân giác, làm sao ông lại
có thể nói về nhân duyên và tướng hòa hợp chứ. Hàng thanh văn các ông kiếm cõi chẳng biết và chẳng thể thông qua và chẳng thể thông đạt thật tướng thật tướng của thanh tịnh, thông đạt thật tướng của thanh tịnh. Đây ta sẽ dạy bảo thêm cho ông, cho ông hãy khéo tư duy và chớ mệt mỏi hay trở mạn trên con đường đến, hay trở mạn trên con đường đến tỏ giác vi diệu. Ngài khánh hỷ thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, tuy Đức Phật Thế Tôn đã tiêu nói về nhân duyên, nó nói về nhân duyên tự nhiên cùng các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp cho chúng con, nhưng tâm con vẫn chưa khai ngộ. Bây giờ khi lại nghi về cái thấy của thị giác chẳng phải là chân giác, chân giác thì chúng con càng thêm mê muội kính mong Như Lai đủ lòng đại từ mà ban thí như con mắt đại trí tuệ và khai thị cho chúng con để hiểu rõ về tâm trong sáng thanh tịnh khi nói lời ai xem ngài ngài rơi lệ bi ai rồi đảnh lễ và chờ đợi để tiếp thọ thánh chỉ. Bây giờ Thế Tôn thương xót ngài khánh hỷ cùng các đại chúng và muốn diễn giải con đường vi diệu của tu hành để dẫn họ đến tất để dẫn họ đến tất cả chánh định của đại tổng trì Phật. Bảo ngài khánh hỷ, tuy ông có trí nhớ sắc bén nhưng việc đó chỉ lợi ích đa văn, còn đối với quán chiếu vi tế ẩn mật của tu chỉ tâm ông vẫn chưa liễu đạt. Ông ngay hãy lắng nghe, ta sẽ phân biệt ta sẽ phân biệt phân biệt khai thị và cũng khiến những hành giả hữu lậu ở tương lai ở tương lai đã đắc đạo chứng quả. Ngày khánh hỷ, hết thì chúng sanh luân hồi trong thế gian đều là do phân biệt vọng kiến từ hai loại điên đảo. Khi hai cái khi hai cái thấy sai lệch này khởi sanh, chúng sanh phải luôn chuyển theo khuôn nghiệp, chuyển theo theo nghiệp. Hai thứ vọng kiến này là gì? Thứ nhất là chúng sanh biệt nghiệp và vọng kiến, và thứ hai là chúng sanh đồng phần vọng kiến, sao gọi là biệt nghiệp vọng kiến. Này khánh hỷ, ví như con mắt bị vằn đỏ của người ở thế gian khi nhìn vào ngọn đèn ở ban đêm, chỉ riêng họ thấy là có những vòng tròn với ánh sáng năm màu chất chồng lên nhau. Ý ông nghĩ sao? Nghĩ sao những vòng ánh sáng hiện ra ở xung quanh ngọn đèn vào ban đêm là thuộc về ngọn đèn hay là thuộc về thị giác? Này khánh hỷ, nhiều này khánh hỷ, nếu là thuộc về nếu là thuộc về ngọn đèn thì tại sao người không có mắt
bị nhiễm lại chẳng thấy, mà các vòng ánh sáng này chỉ riêng người có mắt bị nhiễm mới thấy. Còn nếu là thuộc về thị giác của người kia thì sự nhận biết của họ cũng đã trở thành màu sắc. Thế thì các vòng ánh sáng được thấy của người có mắt bị nhầm gọi là nhận gì? Nếu những vòng ánh nếu những vòng ánh sáng không thuộc về ngọn đèn, vậy khi người có mắt bị nhận nhìn các vật xung quanh như là bình phong, màn che, cái bàn hay tấm bình phong, màn che, cái bàn hay tấm chiếu, thì cái bàn hay tấm chiếu thì lẽ ra cũng có những vòng ánh sáng như thế xuất hiện. Còn nếu những vòng ánh sáng không thuộc về thị giác thì lẽ ra mắt của họ sẽ không nhìn thấy. Thế nhưng tại sao người có mắt bị nhầm lại thấy được những vòng ánh sáng kia chứ? Phải biết rằng là tuy màu sắc thật sự ở tại ngọn đèn, nhưng do mắt bị nhầm nên mới xuất hiện những vòng ánh sáng. Mặc dù là những vòng ánh sáng và sự nhận biết của chúng là do mắt, bị nhầm mà có, nhưng sự nhận biết của mắt nhầm không phải là bệnh. Ông không thể nói rằng những vòng ánh sáng thuộc về ngọn đèn hay thuộc về thị giác của người kia, nhưng đồng thời ông cũng không thể nhưng đồng thời ông cũng không thể nói rằng là chúng chẳng thuộc về ngọn đèn hay chẳng thuộc về thị giác của người kia. Tương tự như thí dụ về mặt trăng thứ hai, nó chẳng phải là mặt trăng thật mà cũng chẳng phải là bóng của mặt trăng thật. Vì sao thế? Bởi khi lấy ngón tay ấn vào con mắt người đó sẽ thấy hai mặt trăng. Những ai có trí sẽ không bảo rằng những ai có trí sẽ không bảo rằng mặt trăng thứ hai có từ kết quả của ấn vào con mắt là mặt trăng thật. Nó chẳng phải là mặt trăng thật hoặc là thuộc về thị giác của người kia hay chẳng thuộc về thị giác của người kia. Việc này cũng lại như thế, do mắt bị nhầm nên mới xuất hiện những vòng ánh sáng. Nay ông có thể nói rằng chúng chỉ thuộc về ngọn đèn hoặc chỉ thuộc về thị giác của người kia chăng? Chắc chắn là không. Hà huống là có thể phân biệt chúng chẳng thuộc về ngọn đèn hoặc chẳng thuộc về thị giác của người kia. Sao gọi là đồng phần vạn kiến này khánh hơi ở châu ở tháng kim ngoại trừ nước
của biển Hà lớn, trong ấy có 3.000, trong ấy có 3.000 châu lục, với một châu lục lớn nằm ở trung tâm. Ở từ đông sang tây của đại châu lục này trải rộng và có 2.300 nước lớn, còn các tiểu châu lục nằm ở trong các biển, trong ấy hạt có 200 hay 300 quốc gia, hạt 1, hạt 2, cho đến 30, 40 hay 50 quốc gia. Này Khánh Huy, nếu ở trong ấy lại có một tiểu châu lục có một tiểu châu lục với 2 quốc gia và duy trì nhân dân của 102 nước đồng cảm ứng dương ác, thì chúng sanh của quốc gia đó sẽ thấy những việc không các tường. Hạt họ thấy hai mặt trời, hạt thấy hai mặt trăng, hạt nơi mặt trời và mặt trăng xuất hiện những vòng tròn, xuất hiện những vòng tròn hay nửa vòng tròn với màu trắng hay màu khác. Hạt họ thấy thiên thạch hay hạt họ thấy thiên thạch hay sao chổi bay xẹt bầu trời, hạt bấm hạt bên cạnh hay ở trên mặt trời xuất hiện phần năng lượng hình cung hay hình lỗ tai, hạt những đường ánh sáng giữa bầu trời có muôn loại hiện tượng xấu như thế, chỉ có chúng sanh ở trong nước đó chỉ có chúng sanh ở trong nước đó thấy ở trong nước đó thấy những hiện tượng này, còn chúng sanh ở nước khác thì hoàn toàn không thấy và cũng chẳng hề nghe đến. Này Khánh Thủy, ta nay sẽ so sánh hai sự việc này để làm sáng tỏ, để làm sáng tỏ cho ông. Này Khánh Thủy, hãy xem xét về biệt nghiệp vọng kiến của những chúng sanh kia. Khi có ai với mắt bị nhắm thì nhìn thấy những vòng ánh sáng ở xung quanh ngọn đèn, tuy có cảnh tượng như thế xuất hiện nhưng mà thật sự những gì họ thấy là do mắt bị nhắm. Bởi con mắt bị nhắm nên sẽ làm lao nhập thị giác chứ chẳng phải là do những vòng ánh sáng tạo ra. Sự nhận biết của mắt bị nhắm thì vĩnh viễn không sai lầm, tất cả những gì mắt của ông thấy như là sông núi quốc thổ và các chúng sanh đều là căn bệnh đã tồn tại trong thị đều là căn bệnh đã tồn tại trong thị giác của ông từ vô thủy thị giác và các duyên của thị giác và các duyên của thái dường như hiện ra cảnh tượng ở trước, tuy là bốn duyên chân giác của ta trong sáng nhưng mà thị giác và các duyên của thấy thì có sự sai lầm. Mặc dù sự nhận biết của thị giác có sai lầm nhưng mà giác duyên của bốn
giác minh tâm thì không sai lầm. Đó là chân giác ở sự nhận biết của cái của cái nhận biết sai lầm thì không sai lầm, nó thật sự là chân giác của nhận biết và không nên nhầm lẫn với thị giác bình thường, thính giác hay bất cứ loại giác quan nào khác. Tóm lại là thị giác của ông bây giờ cảm nhận ta cảm nhận ta, chính bản thân mình và 10 loại chúng sanh trong thế gian đều là sự nhận biết sai lầm, không phải là sự nhận biết của cái nhận biết sai lầm mà tính của mà tính của thị giác tinh nghiêm chân thật thì không sai lầm, do đó nó chẳng phải là thị giác mà ta thường thấy hay gọi. Này khánh hỷ, hãy xem xét về đồng phần vọng, hãy xem xét về đồng phần vọng kiến của những chúng sanh kia, rồi so sánh nó với biệt nghiệp vọng kiến của một người có mắc bị bệnh, thì cảnh giữa người có mắc bị bệnh đồng với chúng sanh kia ở trong nước kia, người ấy thấy những vòng ánh sáng là do mắt nhạm hư vọng sanh ra, còn những việc không các tường thấy bởi chúng sanh ở trong nước kia là do ác khí khởi sanh từ nghiệp chung của họ, sự hình thành của biệt nghiệp và sự hình thành của biệt nghiệp và cộng nghiệp là do cái thấy sai lầm đã tồn tại từ vô thủy. Mặc dù vậy, hết thể chúng sanh hữu lậu cùng tất cả quốc độ trong 10 phương, bao gồm thế giới kham nhận vô phối, kham nhận với 4 biển lớn và 3.000 châu lục ở châu Thánh Kim Thủy Đồng, với tâm nhiệm màu vô lậu trong sáng và giác liệu các duyên cần thiết để tất cả chúng khởi sanh đều là hư vọng có bệnh trong thị giác, thính giác và những giác quan khác. Khi các duyên hòa hợp này hiện hữu, chúng sanh và quốc độ hư vọng hình thành khi các duyên hòa hợp này không còn thì chúng sanh và quốc độ hư vọng diệt mất. Nếu ai nếu ai có thể xa rời các duyên hòa hợp và không hòa hợp họ tức sẽ diệt trừ tất cả nhân của sinh tử, họ sẽ viên mãn thọ giác, chính là tánh không sinh không diệt, thanh tịnh bốn tâm và bốn giác thường trụ. Này khánh hỷ, tuy ông đã hiểu rằng tánh của thị giác nhiệm màu trong sáng và bốn duyên giác liệu chẳng khởi sanh từ nhân hay duyên, và tánh nó cũng chẳng phải tự cũng chẳng phải tự nhiên cũng
cũng chẳng phải tự nhiên, nhưng ông còn chưa tỏ ngộ rằng thị giác bốn nguyên giác liệu của ông cũng chẳng phải do hòa hợp hay không hòa hợp mà sinh ra. Này khánh hỷ ta nay lại hỏi ông về những trần cảnh mà ông nhận biết ở trước trước mặt. Do ông bây giờ ôm giữ vọng tưởng hòa hợp với các tính nhân duyên của mọi thứ trong thế gian, nên tự mình hoài nghi rằng có phải tâm giác ngộ chính đắc là do hòa chung mà khởi sanh chăng? Cứ cho điều ông đang suy nghĩ là đúng vậy, thị giác nhiệm màu thanh tịnh và tinh khiết của ông là hòa chung với của ông là hòa chung với ánh sáng, là hòa chung với đen tối, là hòa chung với hư không, hay là hòa chung với ngăn che. Nếu là hòa chung với ánh sáng, vậy khi ông nhìn vào ánh sáng hiện tiền đó thì nó hòa chung ở chỗ nào? Nếu ông có thể phân biệt tướng của thị giác thì nó có hình dáng ra sao ở trong sự hòa chung với ánh sáng, sự hòa chung với trong sự hòa chung với ánh sáng, trong sự hòa chung với ánh sáng. Nếu không phải là thị giác thì làm sao ông thấy ánh sáng? Nếu là thị giác thì làm sao thị giác thấy? Nếu là thị giác thì làm sao thị giác thấy chính nó? Nếu tánh của thị giác đã viên mãn thì làm sao có nơi để hòa chung với ánh sáng? Nếu ánh sáng đã viên mãn thì nó không thể hòa chung với thị giác của ông, do là thị giác khác biệt với ánh sáng, nó sẽ diệt mất chính nó. Nếu mà hòa chung ở trong ánh sáng, ở trong ánh sáng cũng vậy, ánh sáng sẽ mất tên gọi của nó nếu hòa chung ở trong thị giác. Nói rằng là thị giác hòa chung với ánh sáng là không có đúng. Thị giác đối với đen tối, hư không và ngang chi thì cũng lại như thế. Này khánh hỷ, ta nay hỏi ông, thị giác nhiệm màu thanh tịnh của ông là hợp nhất hợp nhất với ánh sáng, là hợp nhất với đen tối, là hợp nhất với hư không, hay là hợp nhất với ngăn che? Nếu là hợp nhất với ánh sáng thì tướng của ánh sáng sẽ diệt mất, tướng của ánh sáng sẽ diệt mất khi đen tối đến. Thế thì làm sao ông có thể thấy đen tối khi mà thị giác đã chẳng hợp nhất với đen tối chứ? Giả sử thị giác chẳng hợp nhất với đen tối mà hợp nhất với ánh sáng, vậy thì khi thấy đen tối, ông lẽ ra sẽ không thấy ánh sáng. Nếu ông mà chẳng thấy ánh sáng thì làm sao gọi là hợp nhất với ánh sáng được? Nhưng mà thực tế thì ông có thể thấy ánh sáng và biết rõ
đó không phải là đó không phải là đen tối. Tương tự như vậy thì thị giác đối với đen tối, hư không và ngang chi, thì cũng lại như vậy. Ngài Khánh Hỷ lại thưa với Phật rằng là: Thưa Thế Tôn, nay con suy nghĩ rằng là nay con suy nghĩ rằng là thị giác nhiệm màu và giác liễu bổn nguyên. Và giác liễu bổn nguyên không hòa chung hay hợp nhất với các duyên trần hạt với tâm tâm niệm suy tư. Đức Phật bảo: Nay ông lại nói rằng là Đức Phật bảo nay ông lại nói rằng là giác tánh của ông chẳng hòa chung hay hợp nhất. Ta lại hỏi ông: Nếu thị giác nhiệm nên nếu thị giác nhiệm màu tinh khiết này của ông chẳng hòa chung, là chẳng hòa chung với ánh sáng, là chẳng hòa chung với đen tối, là chẳng hòa chung với hư không, hay là chẳng hòa chung với ngang chi? Nếu chẳng nếu chẳng hòa chung với ánh sáng thì tất sẽ có một ranh giới giữa thị giác của ông và ánh sáng. Ông bao giờ hãy quán sát tường tận ánh sáng ở chỗ nào, ánh sáng ở chỗ nào, thị giác của ông ở chỗ nào, ranh giới giữa thị giác của ông và ánh sáng ở chỗ nào. Ở chỗ nào này Khánh Hỷ, nếu thị giác của ông hoàn toàn không ở trong phạm vi của ánh sáng thì tức là cả hai chẳng tiếp xúc, do đó ông cũng không biết ánh sáng, do đó ông cũng không biết ánh sáng ở chỗ nào. Thế thì ranh giới giữa chúng ranh giới giữa chúng làm sao tồn tại? Tương tự thị giác đối với đen tối, hư không và ngang chi thì cũng là như thế. Nếu thị giác nếu nếu thị giác nhiệm màu tinh khiết này của ông chẳng hợp nhất, là chẳng hợp nhất với ánh sáng, là chẳng hợp nhất với đen tối, là chẳng hợp nhất với hư không, hay là chẳng hợp nhất với ngang chi. Nếu nếu mà nó chẳng hợp nhất với ánh sáng thì tánh của thị giác và ánh sáng sẽ hoàn toàn không tương quan. Đây giống như là thính giác và ánh sáng chẳng tương quan, chúng sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhau. Như ông chẳng biết tướng tướng của ánh sáng ở chỗ nào, thì làm sao có thể biết được ánh sáng có hợp nhất hay chẳng hợp nhất với thị giác của ông. Tương tự như thế, thị giác đối với đen tối, hư không và ngang chi thì cũng lại như thế. Này Khánh Hỷ, ông vẫn còn chưa hiểu rằng là tướng của hết thảy
ở trần cảnh đều là hiệu hóa, chúng tùy theo chỗ mà sinh ra và tùy theo chỗ mà diệt vong. Tướng của chúng gọi là hiệu hóa hư vọng, nhưng tánh của chúng thật sự ở trong nhưng tánh của chúng thật sự ở trong diệu giác minh thể. Cho đến năm ổn sáu nhập 12 xứ và 18 giới thì cũng lại như thế, chúng do nhân duyên hòa hợp, chúng do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng sinh ra, và cũng do nhân duyên biệt ly mà hư vọng diệt mất. Ông hoàn toàn chẳng biết rằng là mọi thứ sinh diệt đến đi vốn là từ tính chân như nhiệm màu, thường trụ diệu minh và bất động chu viên của Như Lai Tạng. Cho dù ông tìm cầu sự đến đi mê cho cho dù ông tìm cầu sự đến đi mơ ngộ hay sinh diệt ở trong tánh chân thường của chân thường của Như Lai Tạng thì vĩnh viễn chẳng thể được này khánh hỷ. Làm sao nam ổn vốn là tự tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng này khánh hỷ, ví như con người với đôi mắt trong sáng nhìn lên bầu trời quang đãng, họ chỉ thấy hư không và hoàn toàn chẳng có gì khác. Giả sử chẳng biết vì nguyên nhân gì mà mắt của người ấy chẳng thể nháy và trừng mắt nhìn cho đến khi và trừng mắt nhìn cho đến khi chỉ riêng một mình họ thấy những hoa đốm giữa hư không cùng với đủ mọi hình ảnh hỗn loạn và không có tướng chân thật. Ông nên biết rằng xét ổn thì cũng lại như vậy. Này khánh hỷ, những hoa đốm này chẳng phải từ hư không đến và cũng chẳng phải từ mắt sinh ra. Giả sử những hoa đốm này từ hư không đến, nhưng nếu chúng từ hư không đến thì sẽ vào lại hư không. Nếu có sự sinh ra và vào lại hư không thì đó chẳng phải là hư không. Nếu hư không mà chẳng phải rộng không thì sẽ chẳng thể dung chứa hiện tượng sanh khởi và diệt mất của những hoa đốm này. Đại quý như thân thể của khánh hỷ thì chẳng thể dung chứa một khánh hỷ khác vậy. Giả sử những hoa đốm này từ mắt sinh ra, nhưng nếu chúng từ mắt sinh ra thì sẽ vào lại trong mắt, nếu tánh của những nếu tánh của những hoa đốm từ mắt sinh ra, chúng sẽ hợp chung chúng sẽ hợp chung ở trong thị giác của con mắt. Nếu chúng có thị giác thì khi từ con mắt ra khỏi, chúng có thể vào lại và nhìn thấy con mắt. Còn nếu chúng chẳng có thị giác thì khi từ con mắt ra khỏi, chúng sẽ che khuất
một phần của hư không, rồi khi rồi khi chúng vào lại, rồi khi chúng vào lại, chúng sẽ che khuất nhãn lực của người ấy, không thể bị che khuất họ không thể bị che khuất, do bởi họ có thể thấy những hoa đớn và chẳng phải trước đó chúng ta nói rằng là người người ấy với đôi mắt trong sáng nhìn lên bầu trời quang đãng hay sao? Cho nên phải biết rằng xác ổn là hư vọng, nó vốn chẳng sinh ra từ nhân hay duyên, và tính nó cũng chẳng phải tự nhiên. Này khánh hỷ, ví như có người với chân tay thả lỏng để nghỉ ngơi và toàn thân thể được an hòa, ngay lúc này người ấy bỗng quên đi thân thể của mình. Và chẳng cảm thấy vừa ý hay chẳng phải không vừa ý. Giả sử chẳng biết vì nguyên nhân gì gì giả sử chẳng biết vì nguyên nhân gì người ấy chà xát hai lòng bàn tay với nhau ở trong hư và nếu như nhau ở trong hư không, ở giữa hai lòng bàn tay người ấy hư vọng sinh ra những cảm giác thô ráp và trơn miệng ấm áp hay lạnh giá. Ông nên biết rằng thọ ẩn thì cũng là như vậy. Này khánh hỷ, những cảm giác xúc chạm hiện hiện hóa này chẳng do từ hiện hóa này chẳng do từ hư không đến, và cũng chẳng phải do từ lòng bàn tay sinh ra. Như thế khánh hỷ, giả sử hư không có thể tạo ra những cảm giác xúc chạm ở lòng bàn tay thì tại sao nó lại chẳng xúc chạm đến thân? Hư không lẽ ra không nên có sự tiếng lửa nơi xúc chạm. Ngược lại là giả sử những cảm giác xúc chạm này từ lòng bàn tay sinh ra thì đáng lẽ không cần phải cọ sát hai lòng bàn tay lại nữa. Nếu những lại nữa nếu những cảm giác xúc chạm này từ hai lòng bàn tay sinh ra thì chúng sẽ đáng lẽ sẽ nhận biết được những cảm giác xúc chạm đó, và khi người ấy tách rồi hai lòng bàn tay cảm giác xúc chạm lẽ ra phải vào lại chỗ vào lại cổ tay cánh tay rồi xuống tủy, và lẽ ra những nơi ấy cũng và lẽ ra những nơi ấy cũng nhận biết được tung tích khi nó vào lại. Trong trường hợp đó thì tâm chắc chắn cũng nhận biết được nó khi mà thì tâm chắc chắn cũng nhận biết được nó khi ra khi vào, tựa như có một vật đến đi ở trong thân vậy. Thế thì cần gì phải đợi có hai lòng bàn tay cọ sát để mà tạo ra những cảm giác xúc chạm đó? Cho nên phải biết rằng thọ uẩn là hư vọng, nó vốn chẳng sinh ra từ nhân hay duyên, và tính nó cũng chẳng phải tự nhiên.
ví như có người chảy nước miếng, ví như có người chảy nước miếng khi nhắc đến trái mận chua, hạt lòng, bàn, chân, cảm thấy thốn khi mà nghĩ đến đang nghĩ đến đang nghĩ đến là đang bước trên bờ vực thẳm. Ông nên biết rằng là tướng ổn thì cũng lại như vậy. Này khánh hỷ như trường hợp chảy nước miếng. Khi nhắc đến trái mận chua thì chẳng do từ trái mận thì chẳng do từ trái mận và cũng chẳng do từ miệng của người ấy. Này khánh hỷ, nếu mà chảy nước miếng là do từ trái mận thật, vậy có nghĩa là trái mận vậy có nghĩa là trái mận chịu trách nhiệm nhắc đến chính chịu trách nhiệm nhắc đến chính nó. Thế thì đâu cần phải đợi người khác nhắc đến nó làm gì. Trái lại, nếu mà chảy nước miếng là do từ miệng, vậy có nghĩa là cái miệng có thể nghe được. Thế thì đâu cần lỗ tai làm gì. Còn nếu chỉ riêng tai nghe được, phải có phải lỗ tai cũng có thể tiết ra nước miếng chăng? Về việc lòng bàn chân cảm thấy thốn khi nghĩ đến đang bước trên bờ vực thẳm và trường hợp chảy nước miếng khi nhắc đến cái khi nhắc đến trái mận chua thì cả hai giống nhau, cho nên tưởng ứng là hư vọng. Nó vốn chẳng sinh ra từ nhân hay duyên, và tính nó thì cũng chẳng phải tự nhiên. Ví như các dòng nước chảy xiết, những làn sóng nối tiếp nhau liên tục và những làn sóng ở sau thì và những làn sóng ở sau thì không bao giờ bắt kịp những làn sóng ở mà trước. Ông nên biết rằng hành ổn thì cũng lại như vậy. Này khánh hỷ, các dòng chỉ xiết như thế chẳng do từ hư không tạo ra, và cũng chẳng do từ nước mà có. Chúng chẳng giống như nước, nhưng đồng thời chúng chẳng giống như nước, nhưng đồng thời chúng cũng không tách rời khỏi nước hay hư không. Như thế hay hư không, như thế khánh hỷ, nếu các dòng chảy xiết nhân bởi hư không mà sinh ra, thế thì vô tận hư không khắp mười phương sẽ trở thành những dòng chảy vô tận, và tất cả thế giới đều sẽ bị nhấn chìm. Còn nếu mà các dòng chảy xiết nhân bởi nước mà có, thế thì tánh của các dòng chảy xiết này sẽ chẳng giống như tánh của nước. Các dòng chảy xiết và nước sẽ tách rời và riêng biệt, nhưng rõ ràng thì chúng không phải. Nếu các dòng chảy xiết và nước giống nhau, thì khi nước lắng trong nó sẽ chẳng còn
là nước lửa. Tuy nhiên, các dòng chảy xiết và nước không thể tách không 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 thể tách rời nhau, do bởi sẽ không có tách rời nhau do bởi sẽ không có các dòng chảy xiết, nên nếu chẳng có nước, các dòng chảy xiết cũng không thể tách rời hư không, do bởi chẳng gì tồn tại ở ngoài hư không. Phải cho nên là phải biết rằng hành ổn là hư vọng, nó muốn chẳng sinh ra tự nhân hay duyên, và tính nó cũng và tính nó cũng chẳng phải tự nhiên. Này khánh hỷ, ví như có người lấy một cái bình trống rồi bịt nắp lại, người ấy nghĩ rằng là đã chứa đầy hư không, đã chứa đầy hư không ở trong bình, rồi đi xa một ngàn dặm để đến nước khác. Ông nên biết rằng thức ẩn thì cũng lại như vậy, này khánh hỷ, hư không ở trong bình thật sự chẳng đến từ nơi khởi hành và cũng chẳng đến từ nơi đích. Như thế như thế khánh hỷ, nếu mà hư không ở trong bình đến từ nơi đích đến từ nơi đích thì hư không chưa ở nơi khởi hành đã bị thất thoát. Còn nếu hư không đến từ nơi còn nếu hư không đến từ nơi khởi hành thì khi mở nắp và lật ngược bình xuống thì lẽ ra phải thấy hư không ở trong tuôn ra. Cho nên phải biết rằng thức ẩn là hư vọng, nó vốn chẳng sinh ra từ nó vốn chẳng sinh ra từ nhân từ nhân hay duyên, và tính nó cũng chẳng